Điều phối viên vừa rồi đã đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Câu hỏi đầu tiên mà các điều phối viên thường hỏi các huấn luyện viên là đánh giá như thế nào về kết quả cũng như màn trình diễn ở trận đấu này? So before us, UAE had game in DPR Korea and they won the game. So we had to win this game also. And we had some dangerous moments, but we also have a good opportunity. But as a result, we got 1 point. And it was better. It would be better if we had 3 points, but we had only 1 point. But still, our players did their best and I want to say thank you to the players. Vâng, câu trả lời đầu tiên của ông Park Hang-seo luôn là việc ông muốn nói lời cảm ơn với các cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói về việc kết quả của trận đấu trước đó giữa U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và U23 Triều Tiên. Ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam đã phải đón nhận một số tình huống nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng có những cơ hội của riêng mình. Có thể có một điểm hoặc có thể có ba điểm, nhưng các cầu thủ đã làm tốt nhất khả năng của mình trong trận đấu này. Chắc chắn là cũng sẽ có những câu hỏi dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo về cách sử dụng nhân sự cũng như là cùng với đó là việc tình thế của đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này. Well, the rule is made by AFC and we didn't make it. So there are some things that it's hard to understand in the rule book, but we have to follow it. And whatever it happens, we're gonna do our best at the North Korea game. Vâng, ông Park Hang-seo cũng đã trả lời những thắc mắc của chúng ta. Rõ ràng là đội tuyển U23 Việt Nam, ban huấn luyện cũng đều hiểu những điều luật mà AFC đưa ra ở giải đấu với thể thức đối đầu như thế này. Nhưng ông Park cũng nói rằng là trận đấu cuối cùng thì sẽ làm những điều tốt nhất, và trong đó là việc giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên. Chắc chắn là có rất nhiều điều thắc mắc của các phóng viên dành cho ông Park Hang-seo, và ông Park cũng phải có những tính toán cho trận đấu cuối cùng. Chúng ta hãy cùng xem huấn luyện viên này chia sẻ thêm điều gì và hướng tới trận đấu cuối cùng như thế nào. Đây là buổi họp báo được các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam có những ký hiệu trực tiếp từ sân Chang Arena Buriram gửi về, và huấn luyện viên Park Hang-seo là người trả lời sau. Well, throughout the game, we had a good attacking process, but still we did not make score. No goal is a problem, but we still make a good process. And also, at the very last moment, it's decision of the player when to shoot or not. So, head coach cannot control those things. And good thing is, we didn't make goal, but we also didn't give any goal. So, we still have a good thing and bad thing together. And it's not a serious problem, which is not making goal during the game. Vâng, các phóng viên cũng đã hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo về việc chuyển trạng thái tấn công, rồi cùng với đó là việc tận dụng cơ hội ghi bàn. Ông Park cũng nói là chúng ta có một vài cơ hội tốt, nhưng chúng ta cũng có một số tình huống vội vàng và không xử lý đúng quá vội vàng để dứt điểm. Và rõ ràng là điều quan trọng là chúng ta chưa để thủng lưới, nhưng mà rất đáng tiếc là chúng ta cũng chưa thể ghi bàn ở giải đấu năm nay. Yes. 우리가
좀 개성이 조금 아직 많지 않은 어떤 멤버 선수가 조금 있고 주말들에 우리가 실점을 허용하면 당황한 우리가 많고 또 상대가 우리가 뭐 판단하기에 상대는 đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo thì vẫn đang duy trì một thành tích rất tốt là không để thủng lưới. Những điều chúng ta chờ đợi ở trận đấu cuối cùng sẽ là những bàn thắng cũng như một kết quả tích cực. Well, in Team Vienna, some players don't have much experience in the international competition, and if we give early goal, then they might have hard time mentally. So we try our best not to give goal at the first half, and we also think that after 60 minutes, opponents usually get tired, so we try to make a goal after 60 minutes. That's why that happened. Vâng, ông Park cũng đã nói về việc là có một số cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam kinh nghiệm chưa có nhiều, và cùng với đó thì quãng thời gian ở cuối hiệp 2 thì cũng đã xuống sức. Bây giờ sẽ là câu hỏi của phóng viên Quốc Hiếu của Đài truyền Việt Nam gửi tới ông Park Hang-seo. Phóng viên của Đài truyền Việt Nam đã đặt câu hỏi về các tiền đạo, rõ ràng là với việc ngày hôm nay chỉ sử dụng ở hiệp đấu đầu tiên là chỉ có duy nhất Tiến Linh, và cùng với đó thì chúng ta đã không thể ghi bàn, thì ông Park Hang-seo sẽ có chia sẻ như thế nào? Trước tiên thì tên ông Tài là kiến vụ đối dụng một tiên người tên mình này một số số xí Tài là cô anh ấn mô tương đăng kỳ chế tụi chuyên nhìn sức chân tài tên mình này nó không thể mong kia được tất cả sáng tạo của cô ổn lưng 3, 4, 1, 2로 까마이를 훌리맨으로 넣었습니다. 왜냐하면 선수사에게 까마이에 대해서 본인이 노출되어 있을 것도 그렇고 까마이는 그냥 후리로 자연스럽게 활동 방향을 주고 까마이가 어떤 전체적인 볼을 이제 흘러나오든 자유롭게 움직이면서 볼을 받을 수 있게끔 넣었습니다. 그래서 이렇게 정확한 포지션 보면 3, 4, 1로 진행했다고 보면 되겠습니다. Well, at the first game, Potan Dai were not able to play due to his 2 yellow card. So this game he can play. So Vietnam went back to his original position, which is central defender. And we use 3-4-1-2 formation today. And we give Quang Hai as a free role, let him move around at the field, receive the ball, carry the ball, and do the free thing. So that's our basic formation of the day. Okay. Ở trận đấu này, ông Park cũng đã nói về việc là có sử dụng Tấn Tài sau khi cầu thủ này kết thúc án treo giò. Vì thế thì Tấn Tài được sử dụng để gia cố hàng phòng ngự. Cùng với đó thì ông đã có những thay đổi về sơ đồ. Quang Hải được tạo cơ hội nhiều hơn ở trên mặt trận tấn công. Các cầu thủ có thể tạo nhiều cơ hội hơn. Nhưng rõ ràng là ở trận đấu này thì chúng ta đã chưa thể tạo ra những đột biến để có bàn thắng. 체크를 해봐야 되고 아마 뭐 팀이 부상으로 인해서 교체되어 나왔는데 일단 북한전은 어쨌든 뭐 상대의 결과에 없이 꼭 우리도 1승이 필요하기 때문에 꼭 승리가 꼭 필요한 부분이기 때문에 일단 최대한 공격적인 부분으로 ngay sau trận đấu này thì vào sáng ngày mai đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển trở lại Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với U23 Triều Tiên diễn ra vào ngày 16 tháng 1. Cả hai trận đấu ở bảng D đều diễn ra vào lúc 20:15 và bộ phận hậu cần của U23 sẽ phải di chuyển đồ các cầu thủ ngay trong đêm ngày hôm nay. Players status if anybody got injured during the game, especially Tan Chi was out because of his condition of the game, maybe he had injury today, and also at the DPR Korea game, we need win, so we try to be aggressive and do our best to get a win. But first, as I told you before, we have to check the injured player and the condition of the players before decide whom gonna play at the field. Vâng, rõ ràng đã có những câu hỏi về thể trạng của cầu thủ, và với tình thế của đội tuyển U23 Việt Nam thì ông Park cũng đã nói rằng là
chúng ta buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, và ban huấn luyện cũng sẽ kiểm tra tình trạng của cầu thủ trước khi đưa ra những quyết định về đội hình ra sân ở trận đấu cuối cùng. Ông Park đang cảm ơn các phóng viên đã tác nghiệp, và đây là những tín hiệu mà được các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam ở Buriram thực hiện và gửi về trực tiếp vào lúc này. Ông Park đã kết thúc buổi họp báo của mình.